Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hưng Yên đang chuẩn bị tổ chức công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những nội dung chính của quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ này được các chuyên gia hàng đầu trong nước đánh giá cao. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên xác định quan điểm phát triển dựa vào khai thác các lợi thế về vị trí địa lý liền kề thủ đô Hà Nội, phát triển nhanh, bền vững, tạo bước đột phá về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, phát triển các khu chức năng có quy mô lớn, phát triển bền vững, bao trùm, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Trong tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đến năm 2037, dịp kỷ niệm 40 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Quan điểm và cái mục tiêu phát triển nó thể hiện là cái khát vọng của Hưng Yên đặt mình trong một cái vùng đồng bằng sông Hồng của vùng Bắc Bộ, là vùng kinh tế trọng điểm, cả nước đang có những cái khởi động rất là mạnh, đang có cái đà rất là tốt, thì cái khát vọng này nó được phản ánh muốn vượt trước, không phải là cứ đi theo mãi mà là vượt trước cùng với vùng, nhưng mà vượt trước. Hưng Yên hiện nay mang bóng dáng, mang đà, mang thế của một cái cực tăng trưởng vùng. Lần đầu tiên, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên được sắp xếp bài bản, khoa học theo mô hình mạng lưới, đa cực tích hợp dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục, 3 trung tâm. Quy hoạch lần này của tỉnh đã đặt ra rất nhiều những cái mục tiêu vừa lớn, vừa quan trọng, vừa đa chiều và vừa cả chung dài hạn cũng như là tầm nhìn xa hơn nữa. Theo cái hướng là thứ nhất để phát huy cái thế mạnh, cái lợi thế của tỉnh, nhất là về vị trí địa lý, về lịch sử, về văn hóa, về cái nền tảng phát triển. Cái thứ hai là cũng để nhằm khắc phục những cái bất lợi, những cái điểm yếu của tỉnh. Ví dụ về cơ sở hạ tầng, ví dụ về quỹ đất của chúng ta. Thứ ba là để tạo ra cái xung lực mới để thu hút đầu tư. Với 3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm cùng hàng loạt phương án giải pháp được đặt ra, quy hoạch thời kỳ này cũng được đánh giá cao về tính khả thi. Những nhiệm vụ rất là lớn mà tôi nói là tham vọng đấy chứ không phải chỉ là khát vọng. Nhưng mà cái cách tiếp cận là tính hành động nó rất là cao. Hành động ở đây nó hàm một cái nghĩa là cái quyết tâm. Nhưng đồng thời nó cũng nói rõ được là tính khả thi của cái việc ấy như thế. Nó cho thấy rằng đấy là cái tinh thần đấy là đúng theo cái diễn đạt mà của chính phủ, thủ tướng hay nói là không gì là không thể.